Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Vừa qua, Quốc hội đã thảo luận tại tổ về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cảnh vệ và dự án luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi. Cho ý kiến về luật cảnh vệ, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, trước khi được Quốc hội bầu làm chủ tịch nước, trên cương vị Bộ trưởng Bộ Công an, ông đã trình dự thảo luật này trước Quốc hội. Nhìn lại tiến trình lịch sử, Chủ tịch nước cho biết công tác cảnh vệ đã hình thành từ rất lâu, từ khi có đảng năm 1930, đã hình thành công tác bảo vệ cán bộ chủ chốt. Chủ tịch nước chia sẻ, bác Hồ về nước năm 1941, tuy chưa giành được chính quyền, nhưng với yêu cầu bảo vệ lãnh tụ, chúng ta đã tiến hành công tác cảnh vệ để bảo vệ bác, bảo vệ lãnh đạo chủ chốt của đảng. Từ những ngày đó đến nay cũng đã gần 100 năm, Chủ tịch nước đánh giá lực lượng cảnh vệ ngày càng trưởng thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo an toàn cho các sự kiện quan trọng, lãnh đạo đảng, nhà nước và khách quốc tế. Vì vậy, Chủ tịch nước cho rằng việc thể chế hóa thành luật cảnh vệ sẽ tạo hành lang pháp lý để lực lượng cảnh vệ và các lực lượng chức năng phối hợp tốt trong công tác bảo vệ, cảnh vệ. Ngoài ra, mục đích của việc sửa luật lần này có nhằm phổ biến trong nhân dân. Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, nước ta đã đón tiếp rất nhiều nguyên thủ, lãnh đạo nước ngoài có những nước khi vào nước ta muốn áp dụng quy định về cảnh vệ của nước họ, nhưng điều này là không được." Giải thích điều này, chủ tịch nước nhấn mạnh: "Các bạn vào đây là quốc khách của Việt Nam thì việc bảo đảm an toàn đó là trách nhiệm của nhà nước, của chính phủ Việt Nam, phải chấp hành theo luật của Việt Nam." Chủ tịch nước cho biết, lực lượng cảnh vệ Việt Nam cũng đã đáp ứng được yêu cầu của các nước, được đánh giá rất cao. Vừa rồi, đón rất nhiều nguyên thủ quốc gia, họ dành rất nhiều tình cảm. Chủ tịch nước chia sẻ kỷ niệm có vị tổng thống chuẩn bị về nước. Khi bước chân đến nửa cầu thang máy bay thì ông lại chạy xuống để chụp ảnh, động viên lực lượng cảnh vệ Việt Nam. Lãnh đạo các nước, các vị khách quốc tế rất cảm phục, yên tâm vì sự an toàn của Việt Nam. Họ tự do thưởng thức ẩm thực đường phố, đi dạo công viên, bờ hồ vì rất an toàn. Theo Chủ tịch nước, công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các đoàn khách quốc tế cũng giúp nâng cao vị thế, hình ảnh, uy tín của Việt Nam về luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam là một nước an toàn, nhiều lãnh đạo, khách du lịch đến Việt Nam đều cảm thấy yên tâm mà không bị đe dọa khủng bố. Tuy nhiên, thực trạng hiện nay là tỷ lệ các vụ việc đâm chém đều chủ yếu dùng dao, trong khi chưa có những thiết chế quản lý theo luật nên việc xử lý rất khó. Bởi vì có những trường hợp sử dụng dao đã gây hậu quả lớn nên cần phải có biện pháp quản lý, kiểm soát chặt chẽ. Chủ tịch nước nói Giao có ý nghĩa trong đời sống dân sinh. Tuy nhiên, bây giờ giao sát thương lớn, kể cả giao Thái Lan, giao ăn cũng có thể làm chết người được. Dù là để phục vụ sản xuất, phục vụ đời sống, nhưng không thể để thành yếu tố đe dọa, ảnh hưởng đến trật tự chung và phải có nền nếp để quản lý. Tuy nhiên, Chủ tịch nước cũng lưu ý không thể nhầm lẫn việc giao sử dụng sinh hoạt và giao mang theo để sử dụng mục đích khác. Về vật liệu nổ, Chủ tịch nước tô Lâm cho rằng không được lợi dụng việc được cấp phép sử dụng thuốc nổ để làm việc khác trái quy định. Có người được cấp phép sử dụng thuốc nổ để làm mỏ hoặc các mục đích theo quy định, nhưng đến lúc không dùng hết lại bán, như vậy là vi phạm không đúng mục đích. Chủ tịch nước khẳng định, lần sửa luật này đã giải thích rõ quy định để người dân nắm được với mục tiêu là xây dựng xã hội lành mạnh. Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra nghiên cứu tiếp thu các ý kiến của đại biểu quốc hội để hai luật được thông qua đáp ứng yêu cầu thực tiễn.